Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Hân TV. Cũng là một cái buổi chiều hơi muộn rồi các bạn. Hôm nay thì là ngày 8 tháng 3 và cái lời đầu tiên mình xin kính chúc các bà, các mẹ, các chị và các bạn gái một ngày vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn những người, trong đó có những người thân trong gia đình đã đồng hành và luôn ủng hộ để mình có thời gian chia sẻ những cái video về dâu tây. Cảm ơn những khán giả nữ của kênh Khánh Hân TV. Kênh Khánh Hân TV thì có tới 57,7% là nữ các bạn nhé. 57,7%. Có nghĩa là cái số lượng mà người yêu thích dâu tây thì nhiều hơn trên kênh của Khánh Hân TV. Với cái số lượng người là hơn 4.000 người thì có 57,7% là nữ. Cảm ơn những trái tim, những người phụ nữ, những người yêu thích dâu tây. Và phụ nữ thì luôn yêu hoa đúng không các bạn? Yêu hoa và cây cảnh. Và dâu tây cũng vậy, là một cái cây là vừa là cây cảnh, vừa là cái cây để chúng ta ăn quả. Và nó đang là một trong những cái trào lưu rất là hot ở trên cái cộng đồng trồng cây các bạn nhé. Và hôm nay thì mình dành chọn cái video này để gửi đến bạn Phan Soạn. Bạn Phan Soạn là một nữ, cũng theo như hình nền Zalo bạn Phan Soạn gửi cho kênh của Khánh Hân TV. Thì bạn Phan Soạn đến từ miền Bắc, không biết là tỉnh nào. Bạn Soạn có nhiều trăn trở, tức là mới tập trồng dâu tây. Và hôm nay thì mình chia sẻ những cái video này để gửi đến bạn Phan Soạn. Bạn Phan Soạn có thắc mắc là bạn không biết trồng dâu như thế nào và cái mùa như thế nào. Thì thay bằng cái lời cảm ơn thì hôm nay dành chọn cái video để nói chuyện với bạn Phan Soạn và tất cả những khán giả nữ nhá. Thì cái video nó cũng mang những cái tình cảm chia sẻ, đồng thời thì cũng bên cạnh đó thì cũng có những cái thông điệp, những cái kiến thức, những cái chia sẻ cho các bạn nhá. Rồi thì phía Bắc hay là ở đâu thì cái dâu tây đó các bạn, Phan Soạn nhá, thì cái dâu tây nó cũng có mùa các bạn nhá. Tức là mình đang nói về cái mùa để trồng tự nhiên. Còn tất nhiên là trong cái lĩnh vực nông nghiệp bây giờ các bạn, thì cái công nghệ cao thì họ có thể trồng dâu trái mùa, hoặc là dùng những cái biện pháp khoa học kỹ thuật thì người ta có thể can thiệp để người ta trồng trái mùa như thế nào đó. Thì mình nghĩ là chắc là có. Nhưng mình nhắc lại với các bạn là thứ nhất, mùa dâu tây nó từ tháng 9 các bạn nhá. Tháng 9 của ví dụ năm 2022 này, thì nó đến tháng 4 của năm 2023. Thì khi mà trồng dâu tây thì các bạn hãy căn cứ vào mùa để các bạn căn và trồng cây, mua giống như thế nào để cho nó phù hợp để các bạn trồng. Tức là trong cái thời gian mà chính vụ đó thì dâu tây của nó thì nó tự động, tức là có nghĩa là cái khả năng phân hóa cái hoa và cho ra quả thì là chính vụ. Còn mình không có nói đến cái việc can thiệp để trồng kiểu công nghệ cao các bạn nhé. Đấy, thì căn cứ vào cái mùa đấy thì các bạn có thể trồng dâu, có thể chúng ta tính toán trước cái mùa vụ để chúng ta trồng dâu. Thứ nhất là dâu thì trồng có thể bằng ngó, bằng thân và bằng cây cấy mô, bằng hạt. Bằng hạt thì nó khá là lâu, tùy thuộc vào cái cách chăm sóc của các bạn, nhưng mà mình nghĩ hạt thì nó rất là lâu và cần cái độ kiên trì. Tuy nhiên với ngó, các bạn mua giống tốt thì nó tầm khoảng 1,5 tháng là nó bắt đầu nó cho hoa ra quả các bạn nhá. Còn cây cấy mô thì các bạn phải xác định là tầm 2,5 tháng, nhưng mà tùy vào cách chăm sóc, điều kiện thời tiết thổ nhưỡng và cái kỹ thuật trồng của các bạn nữa. Thì các bạn hãy căn cứ vào những cái thông tin đấy thì các bạn có thể trồng nhá. Thì mình thì mình trồng dâu tây Nhật Hana. Và dâu tây Nhật Hana thì nó có khả năng chịu đựng nhiệt độ rất là tốt và khỏe các bạn nhá. Và cái khả năng ra trái nó cũng rất là ok. Hana thì đặc biệt là nó sẽ cho quả. Các bạn nên nhớ là chất lượng cao, ngọt, thơm các bạn nhá, ngọt, thơm và quả chùm, hoa chùm. Mình rất thích Hana bởi vì cái trước đây thì mình đã trồng một số những loại dâu nhưng mình vẫn thích Hana. Và đó là lý do mà mình thường xuyên nói chuyện và quay
những cái cây dâu như Tây Nhật Hana ở trong vườn nhà mình, để các bạn có thể thử thấy và các bạn có thể làm theo. Và thứ nhất là cái việc mua dâu, cái giống dâu á, thì khi mà các bạn chưa có giống thì các bạn mua, mình khuyên các bạn là nên mua dâu ở những nơi gần nhất các bạn ở nhá. Các bạn ở đâu gần nhất thì các bạn hãy kiếm chỗ mà bán giống ở gần nhất. Với nhiều lý do thì mình cũng đã giải thích rồi. Các bạn mua dâu tây trên mạng thì cái thời gian mà họ gửi đi á, họ gửi đi, họ ship đóng thùng thì nó quá lâu, thì rất có thể dâu về đến các bạn thì nó sẽ không được khỏe, và chúng ta không có kỹ thuật trồng thì nó sẽ bị hỏng. Đấy các bạn nhá. Chứ còn thật ra thì kiểu gì thì cũng có thể trồng được. Đó là về cái kỹ thuật. Về trồng dâu thì tất cả những các cái loại đất trồng rau được thì đều trồng dâu được các bạn nhá. Ngoài ra thì các cái kỹ thuật khác thì mình nói với các bạn là chúng ta sử dụng phân bón để cho quả to hay ra quả thì nó đòi hỏi vào cái kỹ thuật là trồng và dinh dưỡng, và quan trọng nhất đó là phải tạo bộ rễ. Bộ rễ là các bạn biết rồi, gốc có vững thì cây mới bền, có nghĩa là bộ rễ nó phát triển mạnh thì cây nó phải phát triển tốt và nó hút được nhiều chất dinh dưỡng và nó hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng thì cái khả năng mà cho quả rất là cao. Bên cạnh đó thì các bạn sử dụng những cái loại phân, ví dụ như thường mình sử dụng phân hữu cơ ủ mục và các loại phân NPK, phân hữu cơ vi sinh và humic, các loại mà dùng cho cây cảnh, cái cây mà người ta trồng cây hữu cơ. Đối với chậu thì nếu như các bạn trồng thì cố gắng tìm những cái loại chậu mà nó đủ cái lượng đất các bạn nhá, đủ lượng đất để cho cái cây nó có chất dinh dưỡng thì nó mới đủ chất dinh dưỡng thì mới cho hoa kết quả được. Chứ còn kiểu như nó thiếu chất dinh dưỡng thì cái rễ nó nhiều mà không có đủ đất, không chất dinh dưỡng thì cái khả năng không có quả thì nó rất là cao và cây nó yếu các bạn nhé. Vậy thì cái chậu cỡ nào thì chậu của mình là 20 các bạn này, các bạn nhá, 20 này, và độ sâu cũng 20 nhưng nó bóp. Và các bạn nên trồng thưa thôi, trồng thưa và đừng có quá dày và quá tham. Khi trồng thì các bạn cố gắng, nếu các bạn trồng chậu to thì cái cây khi mà xõa xuống thì nó nằm xuống đất, nó nằm xuống đất thì kiến hoặc cái côn trùng nó sẽ ăn quả và cái quả không chất lượng. Và dâu thì khi mà nó ra cái buồng hoa thì nó luôn luôn có xu hướng là nó vươn ra ngoài, thì các bạn nên cố gắng là trồng để cái ánh nắng nó tỏa đều và dâu thì nó vẫn vươn ra, vươn ra cái ánh sáng để nó quang hợp và nó cho hoa, nó ra hoa. Dâu thì khi mà nó lớn lên, nếu mà các bạn mà ở cái khu vực mà nó không có chuột hoặc những cái con nó ăn thì các bạn để tự nhiên, còn không thì các bạn phải dùng cái hộp mình bảo quản các bạn nhá. Mình bảo quản cho nó tốt. Về chăm sóc dâu thì các bạn khi mà trồng, mình khuyên các bạn là lúc đầu trồng thì các bạn nên trồng ở những chậu nhỏ, và khi nó bén rễ thì các bạn đưa ra chậu to và chúng ta bón phân xung quanh và tưới phân bổ sung dinh dưỡng cho nó đều. Và khi mà dâu có quả và đã có mùa hoa quả thì các bạn không nên tưới các loại phân hóa học các bạn nhé, không nên tưới phân hóa học. Và khi mà thu hoạch quả xong một đợt thì các bạn cũng mới bổ sung phân để tưới ra đợt hoa đợt quả khác. Cho nên là cái việc mà bón phân trước mà chờ cho cái cây nó đến thì các bạn phải có kỹ thuật một chút. Có nghĩa là khi mà mình trồng, lúc đầu mình trồng một chậu nhỏ, xong đến lúc mà cây nó lớn thì mình trồng một chậu to, thì có nghĩa là các bạn bỏ vào giữa này, các bạn cho chất dinh dưỡng xung quanh, và khi đó cái bộ rễ nó đã ổn định rồi thì nó sẽ tìm đến chất dinh dưỡng, nó bám và nó hút chất dinh dưỡng và nó cho quả, và chúng ta không có xới, không có đụng vào trong cái bộ rễ nữa. Nhưng mà cái sau mỗi đợt ra hoa thì chúng ta xới đất rồi bón thêm dinh dưỡng, tưới các cái loại ví dụ NPK và tăng cường thêm lân để cho cây nó cứng, nó khỏe và nó khả năng phân hóa hoa rất là tốt các bạn nhá. Đấy thì bạn Phan Soạn thì là một người phía Bắc, thì mình nghĩ là các cái vùng mà được trồng được rau đó các bạn thì hoàn toàn có thể trồng được dâu các bạn nhá. Đấy, chứ không có khó khăn lắm, không phải là cái gì nó cao siêu, nhưng mà cái lạnh quá mà ví dụ như sương giá rét thì mình nghĩ là không những rau mà dâu nó cũng không chịu được, thì các bạn buộc phải có kỹ thuật che chắn hoặc là tìm những cái không gian phù hợp. Và Nhật Hana, một trong những cái loại dâu và hầu như tất cả các loại cây dâu thì nó đều cần ánh sáng để nó quang hợp tốt để nó mới ra hoa ra quả. Còn nếu như chúng ta mà dùng quá nhiều ánh nắng thì nó cũng không chịu được các bạn nhé. Nhưng mà nó không có nắng thì nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và ngược lại, nếu như mà dâu mà chúng ta để mà ánh sáng dưới ánh đèn
của ánh đèn mà đèn đường á, mà nó sáng cả đêm thì cũng không tốt các bạn nha. Nó làm cho cái cây dâu kiểu như là cái sinh trưởng phát triển nó cũng có nghĩa là cái khả năng cái gọi là cái đồng hồ sinh học á, nó cũng không được, được tốt đối với cây dâu. Nó cũng như con người, đêm nó cần ngủ nghỉ và ban ngày nó quang hợp. Thế cho nên các bạn lưu ý trong việc trồng dâu. Và còn nhiều những cái kỹ năng khác thì các bạn hãy từ từ từng bước trồng cho cây dâu nó sống đã nhé. Các bạn hãy trồng xuống đất, đất tơi xốp các bạn nhé. Tất cả các loại phân thì nên ủ mục, và các bạn nên kiếm những cái loại phân bò khô và ủ cho nó mục và trộn với các cái loại chấu hoặc là những cái gì mà gọi là hữu cơ nó mục thì đều trồng tốt hết các bạn nhé. Và mình khuyên các bạn mới lúc đầu trồng dâu, các bạn nên nhớ lấy cái công thức là muốn nhanh thì phải từ từ. Có nghĩa là hãy trồng cho cây dâu nó sống đã, trồng xuống cái môi trường đất nó sống, chúng ta bắt đầu chăm sóc. Các bạn đừng có tham mà trộn ngay đất để trồng cho dâu thì nhiều khi nó bị sốc dinh dưỡng và cái phân thì nó vào cái rễ luôn, nó chưa phát triển được thì nó đã ở trong cái môi trường phân thì nó đã có nghĩa là nó quá, nó sẽ ảnh hưởng. Và mình khuyên các bạn trồng nhân đất và bắt đầu chăm sóc khi cây dâu nó bắt đầu bén rễ các bạn nhá, bén rễ và ra lá đấy. Thì còn rất là nhiều những cái kỹ thuật mà các bạn cứ hãy từ từ trồng dâu nó sống rồi bắt đầu chúng ta chăm sóc. Quá trình mà trồng dâu có khó khăn gì hoặc là những cái vướng mắc gì các bạn cứ comment hoặc là hỏi mình thì mình sẽ trả lời. Và mình thì làm video rất là chân thành thôi, không có gì là gọi là kỹ thuật mà nó cao siêu. Nói chung là còn rất là nhiều những cái nhiều những cái thiếu sót và có thể nhiều cái chưa đáp ứng được các bạn. Nhưng cũng rất là cảm ơn các bạn, nhiều người đã trồng rất thành công qua những cái nội dung mà Khánh chia sẻ các bạn nhé. Thì một lần nữa xin kính chúc các bà, các mẹ, các chị và đặc biệt các bạn nữ trên kênh của Khánh TV luôn xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và rất là cảm ơn tất cả khán giả của kênh Khánh TV và trên khắp mọi miền đất nước. Mình xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị, anh chị, bà con, tất cả những người mà là người nông nghiệp đang có ý định trồng dâu và khán giả của kênh Khánh TV. Và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye ha.